siêu dự án độc nhất Đông Nam Á của Việt Nam khiến thế giới bất ngờ. Các bạn thân mến, Việt Nam đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế với siêu dự án Phương Trạch Tower, một biểu tượng mới đầy tham vọng của nước ta và cả khu vực Đông Nam Á. Dự án này được ví như một cú hích mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Phương Trạch Tower không chỉ là một tòa tháp cao chọc trời, mà là một thành phố thông minh thu nhỏ, được xây dựng trên diện tích rộng lớn 272 ha, với quy mô lên đến 108 tầng, cao hơn 530 mét. Dự án này là tâm huyết của liên doanh Berg và Sumitomo, hai tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, với tổng mức đầu tư khổng lồ lên đến 4,2 tỷ đô la. Sự đầu tư quy mô này đã minh chứng cho tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam, thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các ông lớn trên thế giới. Phương Trạch Tower được xây dựng tại vị trí đắc địa ở huyện Đông Anh, Hà Nội, nơi tập trung hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Nội Bài. Dự án còn tọa lạc tại điểm giao giữa tuyến đường sắt đô thị số 2 và số 4, hứa hẹn sẽ là điểm nóng về bất động sản, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế cho khu vực. Không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, Phương Trạch Tower còn được thiết kế theo mô hình đa chức năng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng, từ căn hộ, khách sạn, văn phòng cho đến trung tâm thương mại, dịch vụ, giáo dục, giải trí, du lịch và cả casino quốc tế. Điểm nhấn của dự án là trung tâm tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ, khách sạn quốc tế Phương Trạch, được kỳ vọng sẽ biến nơi đây trở thành trung tâm mới của đô thị Bắc Sông Hồng, góp phần hiện thực hóa giấc mơ thủ đô hiện đại bậc nhất Đông Nam Á của Hà Nội. Phương Trạch Tower hứa hẹn sẽ tạo ra hàng chục ngàn việc làm, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế cho khu vực, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường sinh thái cho cả thủ đô và khu vực lân cận. Dự án cũng được đánh giá cao về thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống Việt Nam, thể hiện sự tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc. Với quy mô khủng, tiềm năng phát triển to lớn và vị trí đắc địa, Phương Trạch Tower thực sự là một dự án mang tầm cỡ quốc tế, góp phần đưa Việt Nam vươn lên vị thế mới trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên, dự án cũng đối mặt với một số thách thức như mật độ xây dựng cao, cần có giải pháp kiến tạo không gian thoáng đãng cho cư dân. Bên cạnh đó, việc xây dựng siêu dự án trên vùng rừng phòng hộ cần có giải pháp hiệu quả để giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái. Để hiện thực hóa giấc mơ thành phố thông minh thu nhỏ này, Việt Nam cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời chú trọng các giải pháp đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài. Sự xuất hiện của Phương Trạch Tower là một tín hiệu tích cực, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế và vươn mình trở thành một quốc gia hùng mạnh trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh vị trí chiến lược, Phương Trạch Tower còn gây ấn tượng mạnh bởi quy hoạch tổng thể đầy tham vọng. Theo bản đồ quy hoạch, tòa tháp này sẽ vươn cao 108 tầng với khoảng 7.000 căn hộ đẳng cấp, tạo nên một cộng đồng dân cư sầm uất bậc nhất. Không chỉ dừng lại ở đó, Phương Trạch Tower được thiết kế theo mô hình đa chức năng, tích hợp đầy đủ tiện ích đẳng cấp quốc tế, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho mọi nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Hãy tưởng tượng bạn sống trong một không gian tiện nghi với lớp học thông minh kết nối trực tuyến với giáo viên hàng đầu thế giới, hay hòa mình vào thế giới nghệ thuật đỉnh cao tại trung tâm văn hóa nghệ thuật liên kết với các vùng miền trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, trung tâm thương mại sầm uất, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cảnh quan sinh thái xanh mát, khách sạn sang trọng, văn phòng hiện đại, hệ thống phòng tập gym, yoga, spa cao cấp và cả casino quốc tế sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm sống thượng lưu đích thực. Đặc biệt, Phương Trạch Tower còn là nơi đặt trung tâm tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ, khách sạn quốc tế đẳng cấp, góp phần biến khu vực này trở thành trung tâm mới của đô thị Bắc Sông Hồng, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa của thủ đô Hà Nội trong tương lai. Với quy mô và tầm vóc của mình, dự án này hứa hẹn sẽ tạo ra hơn 200.000 việc làm mới, góp phần giải quyết các vấn đề về hạ tầng đô thị, giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường cho toàn vùng. Phương Trạch Tower không chỉ là biểu tượng cho sự phát triển vượt bậc của Hà Nội, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của cả nước, vươn tới vị trí hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Tòa tháp tài chính Phương Trạch Tower được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống, thiết kế của tòa tháp toát lên vẻ đẹp thướt tha, huyền chuyển, thanh thoát nhưng không kém phần quy mô và đồ sộ. Sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại trong kiến trúc của Phương Trạch Tower là minh chứng cho sự phát triển bền vững, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời hướng tới tương lai. Vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ đổ vào Phương Trạch Tower, dự án có tổng vốn đầu tư FDI lớn nhất Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, tạo động lực để Việt Nam vươn lên trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu trong khu vực và châu Á. Với những tiềm năng to lớn, Phương Trạch Tower hứa hẹn sẽ mang đến diện mạo mới cho đô thị Việt Nam, tạo ra bước đột phá cho nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhận thức rõ những thách thức, khó khăn, chẳng hạn như vấn đề mật độ xây dựng, cần có giải pháp tối ưu hóa không gian sống cho cư dân, hay việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ cho toàn khu vực.
Để Phương Trạch Tower thực sự trở thành cú hích cho nền kinh tế, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo tiến độ dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và hướng đến phát triển bền vững. Bởi thành công của Phương Trạch Tower không chỉ là thành công của riêng Hà Nội mà còn là thành công chung của cả nước, khẳng định vị thế và tiềm lực của Việt Nam trên trường quốc tế. Mặc dù siêu dự án Phương Trạch Tower hứa hẹn mang đến nhiều lợi ích, nhưng chúng ta không thể chủ quan. Bối cảnh thị trường tài chính và kinh tế toàn cầu luôn biến động, chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, đòi hỏi Việt Nam phải có những chiến lược phát triển phù hợp, linh hoạt và kịp thời. Điển hình như trong lĩnh vực cảng biển, Việt Nam đang ấp ủ tham vọng vươn lên vị trí hàng đầu khu vực với siêu cảng Cần Giờ. Sự xuất hiện của siêu cảng này được dự đoán sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong ngành logistics khu vực, thậm chí là thách thức vị thế ông trùm của Singapore. Singapore, quốc đảo sư tử, tuy nhỏ bé với diện tích chỉ hơn 700 km2, nhưng lại sở hữu đường bờ biển dài 190 km và nằm tại vị trí chiến lược eo biển Malacca, nơi kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nhờ lợi thế này, Singapore đã phát triển hệ thống cảng biển quy mô lớn, hiện đại, trở thành huyết mạch của ngành vận tải biển, đóng vai trò quan trọng trong giao thương quốc tế, mang về nguồn ngoại tệ khổng lồ cho quốc gia. Theo trang tin TECHNOMASS.net, trước năm 2012, cảng Singapore đã nắm giữ vị trí số 2 thế giới về tổng lượng trọng tải tàu cập bến, xử lý khoảng 50% lượng container vận chuyển toàn cầu. Đến năm 2012, cảng đạt mức trọng tải lên tới 5 triệu TEUs, với độ sâu neo tàu hơn 18 mét, đủ khả năng tiếp nhận những con tàu lớn nhất thế giới. Cảng Singapore được đầu tư bài bản, với hệ thống hạ tầng hiện đại, bao gồm cơ sở hạ tầng bến cảng, khu vực nước cảng, hệ thống xử lý thương mại hàng hải, luôn tấp nập tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới. Cảng trung chuyển khoảng 1/5 lượng tàu container toàn cầu, trong đó có một nửa nguồn cung cấp dầu thô cho thị trường thế giới. Mỗi ngày, hàng ngàn con tàu thả neo tại cảng, chờ đợi kết nối với hơn 600 khu cảng khác tại 123 quốc gia trên 6 lục địa. Sự phát triển vượt bậc của ngành logistics đã thu hút hàng ngàn công ty trong lĩnh vực này đến Singapore, biến quốc đảo này thành trung tâm logistics sầm uất nhất thế giới. Năm 2016, Singapore đã thu hút hơn 7.000 công ty logistics toàn cầu, đóng góp 9% lực lượng lao động và GDP cho đất nước. Hiện nay, 21 trong số 25 nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới đều có trụ sở tại Singapore, có thể kể đến như Agility, DSV, FedEx, UPS, Nippon Express, YKK Logistics, Tow Logistics và TNT. Sự thống trị của Singapore trong ngành logistics Đông Nam Á, bên cạnh hệ thống cảng biển của Malaysia, đã tạo nên thế độc tôn trong nhiều năm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của siêu cảng Cần Giờ của Việt Nam được dự đoán sẽ thay đổi cục diện. Siêu cảng Cần Giờ được kỳ vọng sẽ giúp cảng biển Sài Gòn vươn ra biển lớn, củng cố vị thế trung tâm logistics hàng đầu khu vực châu Á cho thành phố Hồ Chí Minh. Điều này sẽ tạo bước ngoặt cho ngành vận tải biển Việt Nam, đưa đất nước ta vào top đầu các quốc gia có ngành vận tải biển phát triển nhất thế giới. Sự trỗi dậy của siêu cảng Cần Giờ khiến Singapore lo lắng là điều dễ hiểu, bởi lẽ siêu cảng này có tiềm năng chia sẻ thị phần, thậm chí là cạnh tranh trực tiếp với vị thế ông trùm của cảng biển Singapore. Liệu Singapore có thể giữ vững vị trí độc tôn của mình? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong phần tiếp theo của video. Nếu siêu cảng Cần Giờ đi vào hoạt động đúng như kỳ vọng, thị phần của Singapore trong ngành logistics khu vực sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc doanh thu của ngành vận tải biển tại quốc đảo sư tử có thể bị sụt giảm. Vậy điều gì khiến siêu cảng Cần Giờ được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn, tạo nên cơn địa chấn trong khu vực? Theo trang tin Tiền Phong Online, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tọa lạc tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến có mức đầu tư lên đến 54 tỷ đô la Mỹ. Với quy mô đầu tư khủng này, siêu cảng Cần Giờ hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cảng biển hiện đại bậc nhất thế giới. Vị trí của cảng được lựa chọn kỹ lưỡng, nằm tại khu vực Cù Lao Côn Chó, cửa sông Cái Mép thuộc vùng đệm khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, thuận lợi cho việc kết nối với các tuyến hàng hải quốc tế. Dự án được chia thành 7 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ đi vào khai thác từ năm 2027 và hoàn thành đầu tư vào năm 2045. Cảng Cần Giờ được thiết kế với quy mô ấn tượng, cầu cảng chính dài 7 km, bến xà lan dài 2 km, có thể tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 250.000 DWT. Điểm đặc biệt là cảng được ứng dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay, với toàn bộ thiết bị khai thác chạy bằng điện, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng đến phát triển bền vững. Hệ thống phần mềm chuyên dụng được ứng dụng giúp vận hành cảng biển hiệu quả, khoa học, tối ưu hóa hoạt động khai thác container. Theo tính toán của các chuyên gia, khi hoạt động hết công suất, cảng Cần Giờ sẽ đóng góp cho ngân sách nhà nước từ 34.000 đến 40.000 tỷ đồng mỗi năm. Dự án cũng tạo ra hàng chục ngàn việc làm cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho toàn khu vực. Siêu cảng Cần Giờ còn là thỏi nam châm thu hút các công ty lớn trong lĩnh vực vận tải, logistics, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm trên thế giới đến đầu tư và đặt trụ sở kinh doanh. Điều này góp phần thúc đẩy hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ kinh tế thế giới.
Sự ra đời của siêu cảng Cần Giờ là cú hích mạnh mẽ cho ngành vận tải biển Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển, hình thành mạng lưới vận tải gom và phân phối hàng hóa hiệu quả, kết nối Việt Nam với các tuyến hàng hải quốc tế. Siêu cảng này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển, đổi mới của các doanh nghiệp và hoạt động logistics. Với những lợi thế vượt trội, siêu cảng Cần Giờ sẽ đưa Việt Nam lên vị trí trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực, thu hút các ông lớn trong ngành vận tải và logistics toàn cầu. Việt Nam sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao vị thế đối ngoại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và khẳng định vị trí quan trọng của đất nước trên trường quốc tế. Mặc dù vậy, bên cạnh những lợi ích to lớn, siêu cảng Cần Giờ cũng đối mặt với thách thức về môi trường. Việc xây dựng siêu cảng trên một phần diện tích rừng phòng hộ có thể gây ra những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường, Việt Nam cần phải có những giải pháp kỹ thuật hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững. Việc cân bằng giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường là bài toán nan giải mà Việt Nam cần phải giải quyết một cách khôn ngoan. Để giấc mơ về một siêu cảng hiện đại, đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực trở thành hiện thực, chúng ta không chỉ cần nguồn lực tài chính, công nghệ tiên tiến mà còn cần cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng về môi trường và tiến độ dự án. Nếu không giải quyết triệt để những tác động tiềm ẩn đến môi trường, Việt Nam có thể phải đối mặt với những hậu quả khó lường khi siêu cảng Cần Giờ đi vào hoạt động. Việc bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ khu dự trữ sinh quyển thế giới là ưu tiên hàng đầu, đòi hỏi các giải pháp khoa học, công nghệ hiện đại và sự chung tay của cộng đồng. Bên cạnh đó, tiến độ dự án cũng là yếu tố quan trọng quyết định thành công của siêu cảng Cần Giờ. Hiện nay, dự án đang được đánh giá là triển khai chậm trễ so với kế hoạch ban đầu. Để nắm bắt thời cơ phát triển ngành logistics, Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tối ưu hóa quy trình xây dựng và quản lý dự án. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tiềm năng to lớn của siêu cảng Cần Giờ. Dự án hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành đối thủ đáng gờm của cảng Singapore và nhiều cảng biển lớn khác trong khu vực, thậm chí là trên thế giới. Vị trí địa lý thuận lợi, kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải quốc tế, cùng với quy mô ấn tượng, công nghệ hiện đại, chính sách ưu đãi và tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam là những lợi thế cạnh tranh mà siêu cảng Cần Giờ sở hữu. Khi siêu cảng Cần Giờ chính thức đi vào hoạt động, nó sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho ngành logistics Việt Nam, mở ra cánh cửa thông thương với thế giới, thu hút đầu tư nước ngoài, tạo ra hàng loạt việc làm, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, để biến giấc mơ siêu cảng thành hiện thực, Việt Nam cần phải nhìn nhận một cách thấu đáo, khách quan những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp, khoa học và hiệu quả. Thách thức về môi trường, tiến độ dự án, năng lực quản lý, thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực là những vấn đề cần được quan tâm và giải quyết một cách triệt để nhằm đảm bảo siêu cảng Cần Giờ hoạt động hiệu quả, bền vững và thực sự trở thành siêu bom tấn trong ngành vận tải biển toàn cầu. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé!